Chào mừng các bạn đến video clip của kênh Thầy Toàn Dạy Lái Xe. Thì hôm nay mình đang cho hướng dẫn cho một chị đã có bằng lâu, mà cách đây là khoảng gần chục năm rồi, chuẩn bị đổi bằng lại. Thì mấy bữa nay chị cũng tập, hiện nay thấy cũng ổn, mình sẽ cho chị sẽ đi ra ngoài. Hiện tại bây giờ chị đang đi ra hướng về đại lộ Nguyễn Văn Linh, hướng về quận 7. Thì đại lộ Nguyễn Văn Linh này nổi tiếng về hồi xưa đến giờ đó, đường đông, xe tải, xe công tùm lum tùm la các kiểu ha, nó rất thoáng và nó cũng rất nhiều cái gọi là những tay đua ngoạn mục. Ước gì đường thành phố mình giống như đại lộ Võ Kiệt, giống như đại lộ Nguyễn Kinh, đại lộ Nguyễn Linh này đẹp như vậy, gồng gãi thoáng mát. Thì bên kia là xe gắn máy, đây chính giữa mình đang đi, chính giữa. Thì đây mình sẽ đến trạm thu phí, thì trạm thu phí mình đặc biệt xe ô tô con mình sẽ đi qua bên phía trái. Rồi chị nghi qua bên trái. Dạ đúng rồi. Lý do tại đại lộ Nguyễn Linh là không thu phí nữa. Không thu phí nữa, mình sẽ qua cái lên bên trái, nó để là xe thu phí tháng hoặc là xe miễn phí. Các anh xe tải thì sẽ tốn tiền. Dạ, tắt đi chị, tắt xi nhan rồi mình đi. Và từ ta dỡ cái nắp, ta dỡ cái rào chắn cabo lên là mình mới đi nha. Cái BG lên đó thì mình mới đi. Xe tải thì thu phí nha, còn xe ô tô con mình không có thu phí. Đó, rồi chị cứ từ từ qua thôi. Đúng vậy. Rồi, để cho người ta thấy mình cái đã. Là mình được phép đi. Còn người ta không biết, người ta tưởng xe tải người ta hạ cái nó xuống rồi dính. Dạ. Mình chạy tiếp lên rồi. Dạ đi, mình đang đi lên nào chống thì chị đi thôi, thấy không? À, nói chung là bà chị này cũng bị hơi bị tâm lý, hỏi đường trước mới chịu chạy, còn không thôi là không chịu. Đây chuẩn bị sắp ra nghề, chỉ còn một buổi nữa là dê nữa, tập lùi dê nữa, lùi chuồng nữa là ok. Là sẽ ôm xe đi được rồi. Thì có thầy tự tin, không có thầy thì lúc đầu bỡ ngỡ, thì từ từ sẽ quen thôi, ai cũng vậy. Mọi người nhớ cứ luyện tập. Chị có bằng cũng lâu rồi, lâu lắm rồi đó, có bằng quá trời lâu luôn, mà cuối cùng không chịu đi do bận công việc hay bận gia đình. Bây giờ mới chịu tập lái nè, thấy không? Bị nhát thôi. Chứ nhà la chồng la con dữ lắm, lên xe nhát. Nó giỡn. Mà đúng mà, đúng không? Ai cũng vậy, buổi đầu hay buổi sau cũng vậy ha. Từ từ khi mình ôm thở xe rồi mình sẽ khác liền. Thì đây thì đại lộ Nguyễn Linh này mới đang làm lại, nhưng mà nó vẫn còn xấu lắm, có chỗ được có chỗ xấu. Chị cứ đi thẳng lên luôn ha. Mình sẽ hướng về cầu Bán Nguyệt, xuống như gửi chân đi về. Đúng rồi, cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt. Mà thấy đường rất đẹp, cây cối rất là nên thơ, nên thơ hữu tình. Anh cầu cá nè. Thấy chưa, còn cá còn nháy gì đó. Nhưng mà tài xế thì đang rung. Tài xế thì đang hồi hộp. Tài xế đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi hộp, cho dù trời lạnh. Đổ mồ hôi tay. Nhưng mà hôm nay chạy cũng khá hơn rồi bác thầy. Đúng rồi chị, từ từ quen thôi. Các bạn thấy bên kia trống trơn ha. Thẳng luôn hả? Dạ, thẳng lên rồi chị. Rồi, chị cứ đi thẳng lên. Một chút xíu nữa mình sẽ chống á, mình sẽ vô lên giữa mình đi cho nó an toàn. Tại vì nhiều khi mấy cái lane này mình quẹo trái nữa ha, mình cứ đi lên giữa cho em. Không, chị bật xi nhan trước đi. Đúng rồi, chị đừng có giảm tốc độ. Rồi chị cứ đi bình thường. Dạ, ngó kiến cho hậu. Rồi chống, chị nghiêng nhẹ, lái ra vậy thôi. Đúng rồi, ngó trước. Rồi, vô đúng phần đường của mình thì mình tắt xi nhan. Dạ đúng rồi đó. Trời đổ mồ hôi. Chuyển làng đổ mồ hôi.
chung mà đại lộ Nguyễn Linh thì đã nói đại lộ rồi thì nó tốc độ cao, nói chung con đường này rất đẹp, đi lên thành phố thì mình đi con đường này nó thoải mái hơn là đi ở trong kia, đi qua quận 7 hay giờ còn nhất cũng đi con này, con đường này cũng được. Nếu mà nhà anh chị nó ở miền Tây lên, hoặc là nó có nhiều cũng được lắm, đường này cũng được hoặc đường ở đầu ngõ kia cũng được. Ok à, đi cặp kè với anh Công ha. Rồi, nhớ chị nhớ giữ khoảng cách nha ha. Mà các bạn nhớ lý nè, khi đầu xe mình thấy được bánh xe của người ta là mình an toàn. Rồi chị đạp nha. Khi mình chạy mình thấy cái capo mình vẫn ngồi thấy được cái bánh xe của người ta là mình an toàn. Không thấy bánh xe thì nó sát thì nó sẽ hơi nguy hiểm chút thôi. Còn anh chị nào xử lý tốt thì mình cứ sát không sao cả. Nhưng mà cứ giữ khoảng cách đi là an toàn nhất. Đó, khúc này đẹp nè. Dạ bóc giờ luôn đi. À này à, chị học 3 tiếng mà đúng không? Rồi 3 tiếng thì mình chuyển xuống tầng hầm. Tính đi bên hầm mà bên không mà sợ xuống tầng hầm được. Hầm gì? Cái tầng hầm nữa qua chứ, tầng hầm chỗ em kìa. Em có thiết tra gì chỗ đậu. Tầng hầm bên hầm nào cũng vậy, nó cũng có kiểu đó, nó gấp khúc lắm. Không nhờ chị được. Giảm tốc độ lại, đường quá đẹp luôn. Này ở sao mọi người thấy không, quá trời những anh bám đuôi rất nhiều đó. Đâu có gì đâu chị à, chị chạy hơn thì mới phạt thôi. Đa số chạy thấp thì thấp hơn, cũng có nhiều khi trường hợp lập chuyên đề, hoặc do nếu mà mình nói rồi chẳng hạn như xe mình giờ tôi nhát quá tôi không dám chạy nhanh, hoặc là do xe nó bị này nọ tôi không dám chạy nhanh, thì người ta cũng thông cảm cho mình. Thông cảm cho tôi đúng không, ít ai mà mấy anh nào quá. Dạ ít ai mà bắt mình đi quá tốc độ, đi thấp hơn tốc độ đó. À, chẳng hạn như chị muốn đi thấp hơn thì chị bấm cái khẩn cấp, mình đi thì mình đi lên trong, lên mà lên phía trong đó. Nhưng mà đừng đi lên phía trong của Samda nha. Ví dụ lên giữa nè hoặc lên trong kia vậy thôi. Nói chung là ba làn đường này thì người ta sẽ né mình, đơn giản thôi. Mình cứ bấm khẩn cấp là mình chạy chậm là thoải mái, người ta bấm. À, chị chạy đúng vô ô giữa ha, chị đừng có chạy sát qua thì mấy xe lớn nó sẽ dướng mình, nó sẽ bóp còi ha. Rồi chị giảm lại cho xe kia nó qua. À, chị để ý thấy nó chớp đèn, mình kè hoài với xe kia thì người ta qua không được, chị giảm lại nhẹ cái người ta mới qua được đó. Nhớ để ý mấy cái phần đó, giống như nó đi mà có hai công nó đậu, nó đi mà nó chặn hết đường sao qua, giảm lại vậy, giảm lại. Ồ, thấy mình qua hôm bình thường thôi, mình phải nó tập nhanh một cái là nó xẹt qua liền luôn á, không thấy nhanh luôn á, nó không cho mình chuẩn bị luôn trời. Nên là đừng có nên đi sát nó. Thì đó, em nói là đi phải giữ khoảng cách nó đúng không, không nhìn thấy nhanh luôn là thấy xẹt qua. Nhiều khi mấy bác tài làm biến bực xi nhanh làm sao, rồi chạy cứng ẩu á, biết mình mốt sau này có không ta. Cười. Mốt mình đi lít sạch mình lạng qua lạng lại nha. Mốt mình mua chiếc công tên đời. Dán công tên đời, dán tập lái à? Chánh giữa chị, dạ, chánh giữa. Dạ. Nhiều khi công này vô thẳng nó quẹt, dạ đi thẳng luôn. Cái đi thẳng chỉ cái điêu trên lên giữa cho em giùm em ha. Rồi giữ khoảng cách ra giùm em. Nhìn thấy bánh xe là được. Dạ đúng rồi. Thấy không, men công à. Nhiều khi ấy, người ta có cái gờ, có cái này kéo đẩy lên thì nó sẽ gài cái công lại. Nhiều khi mấy anh làm biến quá mấy anh không gài. Không, có gài ít.
thì lúc mà bo cua nhanh quá thì nó ngã, nó xúc, nó ngã rớt cái cong xuống cái thùng sau đó. Dạ đúng rồi, nhiều trường hợp đã bị rồi ha. Nhiều khi mấy anh nậu á, nó có mấy cái đồ chặn hết, có gài vô cong hết, không chịu gài thì nó sẽ chạy nó bình thường hay chạy không sao, mà chạy nhanh lắc này nọ, đánh võng này nọ là né. Dạ đúng rồi, nếu hàng nhiều với quan trọng là chất hàng á, khi mình cua nhanh quá hàng nó ngã, làm ngã cong luôn. Nó không có thăng bằng. Thì bị đèn đỏ. Dạ đúng rồi. Thì đến một cái giao lộ nào đó, ở trên kia nó sẽ có một cái biển báo để cho mình biết. Ha, chị phải đọc cái đó để mình nhớ cái đường mình đi, chẳng hạn đường đó về đâu. Đó, chẳng hạn đi thẳng lên là gì? Công nghiệp Tân Thuận nè, Phú Mỹ Hưng. Còn kia quẹo trái là về quốc lộ 50 quận 8, còn đây là quốc lộ 50 Cần Giuộc Long An. Đấy, nó có hết nè các bạn nhớ chú ý nha. Rồi bây giờ mình đi thẳng, mình đi Phú Mỹ Hưng mình đi. Dạ đúng rồi, Phú Mỹ Hưng. Đến cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyệt cửa chân đi về. À, Mây Đại Ca. Quá tải. Mình đi bắt hay lắm. Nhìn sao biết em. Trời ơi, nhìn thấy lúng xe luôn, lúng nhíp luôn. Họ kiểm tra. Nhìn bánh xe đi qua. Hoặc lỗi phần gì đó, nó sẽ bắt lại thôi. Kiểm tra giấy tờ. Mình đi đúng thì ai bắt mình? Mình đi sai người ta mới bắt. Chẳng hạn như lỡ mình mới đi, mình ôm xe mình đi. Mấy anh bắt vô, dạ chào mấy sếp hay gì đó. Dạ em mới ôm xe lại lần đầu tiên, học lâu quá hay là em mới lấy bằng này nọ ra thì em còn lúng túng, em cũng không biết được. Dạ cho sếp cho em hỏi em bị lỗi gì à. Đó, mình nói nhỏ nhẹ chẳng hạn vậy thôi. Ê, ê, này nọ không. Rồi mấy anh thông cảm chứ đừng lên làm cái gì. Tự nhiên nó không, tao bắt mình. Ô tô con ít khi người ta bắt lắm. Sai người ta mới bắt. Rồi nhớ quan sát đèn. Rồi liếc hai bên luôn, còn ai có vượt đèn đỏ gì không ha. Rồi chị đi tiếp. Chứ không phải là mình đèn xanh là mình cứ có đèn xanh là mình đi đâu. Chị thấy trên kia có chướng ngại bà con thì bảo đảm xe này nó sẽ lớn qua nè. Ha, nó lớn qua. Ờ đó. Đúng rồi chị đi tiếp. Chơi vá xe giữa đường luôn vậy hả. Mấy anh rất ngầu luôn á. Ha, chị thấy đi sướng ở đường này không? Nhà chị đó, mình chị ra công ty thì bên đi đường này khỏe hơn nhiều. Nó không thu phí nữa. Bây giờ có thu phí nó cũng rẻ. Lúc trước thu phí có như có 7.000 à. Xe này nè 7.000 thôi, giờ miễn thu phí luôn rồi. Dạ đúng rồi, chắc nước ngoài. Giống như cao tốc mình giờ cũng đâu có tốn phí đâu. Nãy anh định cho chị đi cao tốc á, chị chưa đi lần nào đúng không? Chưa, đi cái đường chậm. Ờ, anh định cho chị đi cao tốc thôi, chị muốn đi qua bên quận 7 thì em sẽ hướng dẫn cho chị đi. Nói chung là tùy theo là em sắp xếp như thế nào, dù coi mình chạy như thế nào mình mới được đi. Chứ không phải là chưa đi được mà đòi đi qua đó là đâu được ha. Nhiều khi vậy đó. Chân cẳng xử lý không được rồi đi ra ngoài là nguy hiểm. Chứ không phải là không muốn cho đi đâu, có bằng là đi cũng được hết á. Nhưng có cái tùy theo mình xử lý như thế nào, mình chạy như thế nào, tâm lý mình như thế nào. Rồi chị buông thắng á. Dạ tiếp tục. Thấy không, tự nhiên đang đi cái chị không, gà thắng này. Chị nhìn sao chị cứ tưởng là cái xe kia nó đứng lại. Ồ. Bắt chị hoa, cứ tưởng là nó đang bị hư gì đứng cái mình giảm tốc độ. Mà ai ngờ đang di chuyển. À, nhiều khi mấy chị gồng em cũng gồng muốn đứt hơi luôn. Rồi giảm lại chị. À, chị thấy cái đèn đuôi xe của nó sáng lên không? Đèn đuôi hả? Đó, mấy cái đèn đuôi đó sáng đỏ lên là chị phải giảm luôn ha. À, là chị buông ra. Trước là có chướng ngại vật là hoặc người ta giảm lại, giảm tốc độ hoặc đèn xanh đèn đỏ. À, chị nhớ lưu ý phần đó cho mấy em nha. Cái đuôi xe đỏ là mình phải thủ qua thắng gà thắng liền. Nó xả hơi mà bình hơi cũng nó sẽ lớn. À, anh chị nào mới mà ra
buổi đầu tiên thấy đổ mồ hôi tay nè, trời. Gai gặp công với tải mà đu đu sát bên bóp kèn hay là quýu dỗ quýu cẳng hết. Mình xe bồn nữa. Sáng nay có ăn gan à? Con gan à? Không, sáng nay em có cà phê, con lấy cà phê luôn nè. Rồi, giữ khoảng cách nha chị, đúng rồi. Ok, tiếp tục. Nhớ các bạn đừng có đu giống như xe kia quá, đu sát quá, lỡ xe kia nó thắng gấp quá, cái xử lý không kịp. Rồi, đu đít nhiều quá. Rồi, chị cứ giữ khoảng cách, thấy được cái bánh xe của người ta là an toàn. Rồi, chị đi tránh giữa giùm em. Đó, đu sát quá không nên. Dù lái cứng, cứng nhưng mà cứ sơ sót như sao. Rồi, chị đập ra. Nhẹ. Rồi, giữ khoảng cách giùm em nha. Nhiều khi các bạn đu quá thì nếu mà có trục trặc gì xử lý nó sẽ không kịp, nguy hiểm lắm. Cứ giữ khoảng cách ra, có trục trặc gì đó mình còn xử lý kịp. Rồi nhớ chị mấy công á, chị để ý giùm em là bên hông nó có mấy cái đèn xi nhan ha, nó bật là nó sẽ chớp bên hông chứ không phải có đuôi nữa. Rồi chị đi tiếp. Bữa giờ cũng đi nhiều cái đại lộ Nguyễn Linh này rồi nhưng mà chưa có quay. Mấy bạn kia đi tốt quá, đến nay quay cái chị đi đi uống. Hỏi đang đi ngon lành đâu có dướng gì đâu, chừng nào bên đây dướng chị mới chuyển làng qua ha. Và cái len len trắng này nè, len liền là chị tuyệt đối không được lớn nha, lớn qua là có chuyện á, là tốn tiền á. Có thủ sẵn 200 không đủ. Rồi ở đây nó sẽ giảm tại tốc độ nè, chị đây 60 không thấy chưa đó. Rồi chị đi bình thường, bất cứ xe nào cũng giảm lại luôn. Hồi nãy là 80 ha. Chuẩn bị vô thành phố sao em? Dạ đúng rồi. Nó phải cái trên cầu này nó nguy hiểm quá, sự dạ sự cố bị hoài nên nó phưng ra luôn. Chị thấy không, gắn camera đầy đủ luôn này nọ. Chắc đây vì sự cố nhiều quá nó sẽ phưng làn luôn, cứng luôn đó. Này cầu Phú Mỹ hả? Dạ chị đi tiếp à. Phải cầu Phú Mỹ mà. À, tiếp tục. Tùy theo, nó có được phép nó cho không? Đi thẳng rồi em. Dạ đi thẳng. Chị cứ đi thẳng đi, ở trên kia nó sẽ thu phí miễn phí á. Mình qua cái lên thu miễn phí. Đi thẳng luôn. Dạ đúng rồi, chính xác. Cái màu xanh nó để cái chữ đó là dành cho xe thu phí tháng, xe miễn phí thì chị cứ đi xe miễn phí giùm em. Bên kia cũng được, bên kia thì nó phải đợi lâu, mấy xe kia thu phí nó lâu. Chị cứ gà thắng lại ha. Chị đi lên cái chị thấy cái anh ở trong gà sát vé đó, anh thấy mình đó là ok nha. Rồi ok chị đi à. Anh thấy mình rồi đó ha, nghiêng ngồi phải chút, đúng rồi chị đập ra qua. Rồi chị bật xi nhan phải giùm em, ngó kiến hậu. Rồi vô dần dần thôi, đừng vô nhiều quá, đi thẳng lên luôn. Rồi tiếp tục ạ. Đúng rồi, chính xác. Tắt xi nhan giùm em. Đúng. Mình đi bên kia cũng được nhưng mà thích rồi đi bên đây. Thích so kè với mấy anh công, mấy anh tải. Đường nên đường cũng xấu, đang làm lại. Nên cái điện thoại nó đưa lên đưa xuống. Rồi, đúng tốt. Ok, rồi đi tiếp. Tốt, tốt, tốt. Tự khen luôn rồi. Rồi, xi nhan phải giùm em nè. Xi nhan ngó kính hậu phải giùm em. Rồi, nghiêng ga giùm em. Đúng. Đó, chị nhớ nha. Rồi, tắt xi nhan giùm em. Rồi, đấy còn anh. Đúng rồi. Rồi, mình đi thẳng á.
ở đây mình sẽ quan sát cái đường. Bây giờ mình đang đi thẳng đúng không? Ừ. Rồi chị đi đi. Nó đang kiếm đường á, nó đang phương vương không biết đâu, nó đậu dính giữa. Rồi chị cứ đi. Rồi bật xi nhanh trái cái giùm em luôn. Qua lên hả? Dạ đúng rồi, qua chuyển lên. Lên kia nó quẹo phải nè, chị thấy không? Rồi tắt xi nhanh giùm em nha. Để coi cái đèn nó đi như thế nào, cẩn thận coi chừng nó dạng. Rồi chị đi tiếp. Ok, đạp cao qua. Chị nhớ cái mũi tên nó màu xanh nó đi thẳng á, thì mình đi thẳng luôn nha chị ha. À đây rồi. Nằm đâu quên. Ở trên á, ở trên ngay chỗ đèn ở trên nó có mũi tên đó. Dạ đúng. Lần đầu ta bỡ ngỡ, không biết đường đi đâu. Nhiều lần Ta tự hỏi rồi mình sẽ đi đâu. Từ từ mới quen ha chị ha. Công an. Kệ nó đi sai đó. Anh bị bắt á. Cái đường đẹp quá. Dạ, giảm đi lại. Đi Nguyễn Lương Bằng này. Dạ thì cứ chị đi thẳng lên đi đến ngay chỗ cầu ánh sao đi. Hồ Bán Nguyệt đi, chị quẹo vô. Là đường Nguyễn Lương Bằng á. Dạ, nó nói chứ nói cái tên đường em không biết đâu. Nhưng mà đường em đi em biết, ngộ vậy đó. Có ai có bị giống chị như vậy không? Nguyễn Lương Bằng nhưng mà chị không biết đường đi. Đúng rồi. Rồi chị để đèn ha. Rồi đi qua luôn chị. Kịp. À, nhiều khi tự hỏi, nhiều khi mọi người hỏi ở đường đó đâu. Thật chất biết đường đi, nhưng mà hỏi tên đường nhiều khi không nhớ nằm ở đâu. Bị rồi. À, nhiều người đã từng bị cái phần này. Đường sát bên nhà mình luôn, không biết tên. Coi lên Google mới biết được. Rồi đi thì đi được hết á. Còn hỏi tên đường khi bó tay. Dạ chị xin nhanh chưa ạ? Rồi di chuyển làn đường đúng rồi. Nó chậm quá nên mình sẽ vô trong. Rồi chậm lại giùm em. Taxi nhanh. Tại sao phải chậm? Ở trên kia kìa, thấy gì không? Tân Giang hả? Chị thấy rõ không? Nhớ nha, cẩn thận mấy đó giùm em nha. Phải coi mấy cái ở trên nè. Lỗi dừng đèn đỏ là lỗi nặng. Đúng rồi, bằng chuẩn bị đi đổi á, đừng để cho ta giam bằng nha. Đừng giam bằng mấy tháng rồi. Hình xui tùy theo khung hình. Thôi để gì đổi cho lại. Dạ. Rồi, đây mình đang giao nhau giữa cái mũi tên trên kia, nó sẽ đi gọi là khu Phú Mỹ. Tân Thuận cầu Phú Mỹ. Rồi, biển báo 80, cấm đổ, cấm dừng. 60 là dành cho xe tải. Đó. Dạ, ok, chị đi thẳng lên ạ. Rồi, tiếp tục. Quá đẹp. Con đường này đẹp, chính giữa vừa nước. Nói chung nếu mà chăm sóc kỹ khu con đường này, 60 nha chị, giảm lại. Đó, thấy đường đẹp quá, đạp khí thế luôn. Đèn đỏ tiếp. Trong nắng vàng mênh mông. À. Thấy à, đi xa, đi đông, đi giao lộ, quốc lộ này nọ thì thấy chị tự tin hơn nhiều. Anh chị nào yếu cứ ra đây dục ra ngoài quốc lộ, xa lộ, cao tốc đạp khí thế luôn là lần sau là ok, bớt nhát liền. Ở đây mình đi được 80, còn ở trong có 50 thôi. À, nhiều, dạ đúng rồi, chính xác. Dạ được chứ, xe hơi đi được mà có một len nữa mà. Như tốc độ nó thấp. Dạ từ ở trong
khu dân cư người ta ra, người ta phải đi đó, đúng không? Rồi xong cái người ta muốn ra thì người ta phải bắt buộc, người ta phải xi nhan ra, người ta nhập làng đây. Bên đây, dạ đúng rồi, chị lên chút xi nhan phải chị quẹo vô cũng được, lên trên kia cũng được chị. Đó, chị thích thì quẹo vô đây cũng được. Từ từ xéo xéo dần dần, đi lên khúc nữa chị. Ừ, đừng có vô liền nha, tại vì sao ở đây ngay chỗ chân cầu mà. Đó, thấy không? Dạ, chị đi thẳng lên trên kia giùm em. Nên xuống qua dốc cầu khoảng khúc đi rồi mình mới xin nha. Rồi gà thẳng lại giùm em. Đèn đỏ. Ok. Đó, thấy được đèn rồi thấy không? Đó, đèn trên đây luôn. Cái này rất chuyên môn mà. Đó. Vậy nếu đi Hồ Quán Nguyệt là tới đây quẹo. Dạ đúng rồi, chính xác. Đến đây chị quẹo phải. Lên đông ta hơi nhòi, sớm nắng vàng như mây. Dạ ok, rồi chị đi. Xi nhan luôn giùm em. À, chị đi thẳng. Cái xéo xéo dần dần vô giùm em ha. Đúng rồi, cái không cần xéo nhiều đâu. Đúng. À, tốt. Rồi chị cứ xéo xéo dần dần vô. Dạ được. Đừng có xéo nhiều quá, ở sau còn xe nó lên nữa, thấy không? Chị thấy không? À, mấy anh gác này cũng bon chen lắm. Tiếp tục ạ. Dạ đúng rồi, lên trên chút xíu ạ. Rồi ngó kiến giùm em nha. Lên nữa, buông thắng ra, buông thắng ra, buông thắng ra. Rồi chị đánh lái vô. Rồi chị đạp ra nhẹ. Nãy đạp khí thế lắm, giờ không dám đạp rồi. Rồi, thôi cảm ơn người đã coi, chịu khó coi video clip của mình. Thì kết thúc video clip đây. Thì mọi người nhớ đừng quên đăng ký ủng hộ kênh, bấm like và subscribe kênh nhé. Mọi người có những yếu thì có muốn bổ túc ta lái thì cứ liên hệ thầy, nếu thầy rảnh thì thầy sẽ cho bổ túc cho các bạn. Còn nếu mà trường hợp thầy bận cho học Unity thì các bạn phải đợi. Cảm ơn đã theo dõi video clip của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những video clip tiếp theo. Dạ xin nhanh phải ạ. Chưa được đi, bật trước thôi. Dạ bật đúng rồi.